chừng này mình đi Nha Trang chơi nha. Anh đứng lại đó. Không bao giờ tôi trả tự do cho anh. Không bao giờ. Suốt ngày chỉ biết ôm con điếm đó thôi hả? Nhưng cô không có quyền. Thứ nhất là cảm giác lúc này là vô cùng sung sướng và hồi hộp. Cái cảm giác đó rất là khó tả, vừa sung sướng vừa hồi hộp, hai cái giống như ở đột phá mình. Tại vì đây là một cái thể loại phim khá mới ở trong thị trường điện ảnh Việt Nam. Và bây giờ đang chờ xem cái phản ứng của khán giả có ủng hộ cùng mình hay không. Thật sự về cái vai diễn thì Đức Hải rất là tự tin vào cái vai diễn của mình. Nhưng mà còn cái cuối cùng đó là cái khán giả phải đồng cảm với mình. Thì cái đó sự thành công nó mới nhân đôi được. Thật ra ở trong ngành này thì cái bức hình đấy cũng là bình thường thôi. Đó chỉ là một cái bức hình đằng sau cảnh hậu trường. Mà cái đó là do nhân viên của phía bên mình đó, là đang đứng để canh ánh sáng với lại cái góc máy quay. Còn cái chuyện cái hình ảnh rò rỉ là do một người nhân viên khác đưa lên, như vậy là mình không chủ động được trong cái vấn đề đó. Thật ra thì mình cũng nói như vậy, vàng thật thì không sợ lửa. Những người mà ở gia đình hoặc là những người bạn thân và những người xung quanh mình thừa biết mình là ai. Còn những cái chuyện cái bức hình đó có xảy ra hay không thì chuyện đó cũng không ảnh hưởng gì lớn với lại cuộc sống của mình. Thật ra đối với mình, nếu mà làm điện ảnh mà để sống suốt một cuộc đời thì mình có thể mình suy nghĩ về vấn đề đó. Cái quan niệm mình đó rất là chắc chắn về vấn đề là xây dựng cái hình ảnh mình từ trước tới giờ. Mình chưa bao giờ nghĩ tới là scandal sẽ làm mình nổi tiếng. Mà nếu mà scandal để làm mình nổi tiếng mà mình sống trọn đời vì cái scandal đó thì mình sẵn sàng có thể là mình suy nghĩ tới vấn đề hy sinh. Còn cái chuyện đó chỉ là một cái tai nạn nho nhỏ, và trong giới giải trí chuyện tai nạn đó là chuyện rất là bình thường, và mình cũng vững vàng mà trải qua vấn đề đó.